Ok. Hôm nay OTB.vn xin giới thiệu các bạn sản phẩm cây nước nóng lạnh Daiwa mã L62N. Đây là mặt trước của sản phẩm, tên thương hiệu. Đây là cái nút ấn để lấy nước lạnh, lấy nước bên lạnh. Đây là nút ấn vào để lấy nước bên nóng. Còn cái này, vị trí này là cái khay chứa nước thừa. Khi mà nước thừa nó chảy lên mà nó đầy, các bạn đổ đi. Bên dưới này là cái khoang để cốc và để hoa quả. Thì với cái mã cây nước Daiwa L62N này thì nó có làm mát ở dưới ngăn tủ. Bên dưới này là có đây, khoang cái này để làm mát cho cái khoang tủ này. Đấy. Khác biệt so với các cây nước khác là có làm mát ở khoang tủ. Và các bạn để chứa hoa quả trong này. Đây là mặt ngang của sản phẩm này. Và đằng sau này là cái dàn nóng của sản phẩm. Các bạn để ý nhé, đây là có hai cái nút công tắc. Đây là cái nút đỏ này là công tắc để các bạn bật để làm nước nóng. Và đây là công tắc xanh này, bật để làm nước lạnh. Nếu các bạn mà không dùng thì có thể tắt đi. Nếu mà dùng lạnh thì có thể không dùng nóng, có thể tắt nóng, mà không dùng lạnh thì tắt lạnh. Còn hoặc có thể dùng một trong hai chế độ. Đây là một nóng và lạnh. Các bạn có thể chạy song song cả nóng và lạnh hoặc là chỉ chạy một chế độ thôi. Nếu mà chạy nóng thì có thể tắt cái lạnh này đi hoặc ngược lại. Còn đây là cái dàn nóng của sản phẩm để phả hết nóng. Phía sau cái dàn nóng này thì các bạn nhìn thấy là nó có một cái block. Vì cái này là cây nước nóng lạnh Daiwa L62N thì nằm lạnh block. Và đun nóng bằng dây meso, dàn lạnh kép khá dày, chắc chắn. Tiếp theo là trên này, các bạn để ý nhé. Đây là cái cây nước để úp bình 20 lít lên trên đầu. Thì các bạn phải mua cái bình 20 lít nhưng mà nó không có vòi, tức là để dùng chuyên cho cây nước nóng lạnh. Ở đây là các bạn sẽ cho cái cách dùng thì sẽ úp cái bình nước 20 lít vào đây. Đây nó gọi là cái cọc của cây nước. Dùng một thời gian khoảng 2-3 tháng nó bẩn thì các bạn có thể tháo ngược cái mồi ra để vệ sinh bên trong cái khoang này. Đấy, không là đóng lại, nó có cái nẫy khẩn lại. Thì các bạn chỉ lưu ý là khi sử dụng cây nước nóng lạnh Daiwa L62N ngắn, chỉ lưu ý là khi mà úp cây nước lên thì để nước ra vòi thì các bạn mới cắm điện, thì để cho nó không bị nhảy dưới nè. Đấy, lưu ý cái điều đấy thôi. Tức là trước khi mà dùng cái nước thì các bạn úp từ đầu tiên này, ấn cái vòi ra, ra nước nó xả khoảng tầm 2-3 cốc để nó tráng cái bình. Cái cây nước mới thì mình ấn nước cho nó ra nước với nóng lạnh nó tráng cái bình đi. Và lưu ý là phải nước phải ra vòi thì bắt đầu mới cắm điện thì là nó không bị nhảy dưới le, không hại máy. Vâng, xin cảm ơn các bạn.